Đường nước này hiện tại cái hệ thống đường thoát này đây như thế, nó đang bị đùn ngược, nó đang bị trào ngược. Đấy. Này nó đang bị tắc đường ống ở tầng dưới. Ở tầng dưới ở đây cái hệ thống của này thì ở tầng dưới đó là shop house. Thì hệ thống nó đang bị tắc dẫn đến nó trong lòng tầng nước. Chào nó rồi. Từ nãy giờ nó rất là lớn, cái lượng nước mà nó đi ngoài trời hiện tại đang rất là mưa. Thì là do mình trong quá trình xây dựng cho tòa mới đưa vào hoạt động nên dẫn đến là đất nó cặn hoặc là có xi măng nó chám đi một phần nào đấy, thôi bây giờ có cái gì nó rơi vào xuống nữa thì nó chắn ngược và nó đẩy nước các tầng phía trên đẩy xuống và nó dẫn đến trong ngược. Thì để xử lý cái này thì là hay thực hiện bằng cách là thông tắc cái đường ống này. Nhưng mà thông tắc đường ống này thì phải thông từ đầu nguồn ra đến cái vị trí này, ở đây là tầng 1. Thông đến vị trí này thì cũng khá là vất vả. Sau khi biết mà được cái vị trí rồi thì là mình lấy cái búa, hiện tại thì đây tôi không có búa cao su nhưng hiện tại là cái này là lấy búa cao su gõ vào cái đường ống dọc trục này. Khi mà chúng ta định vị được cái vị trí của nó rồi thì chúng ta gõ vào các cái vị trí để các cái vật cản ở trong cái đường ống ấy có thể trôi đi, đối với những cái vật cản bị tắc cục bộ vừa và nhỏ thì nó có thể trôi đi. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian không được thì chúng tôi đành phải cưa cái đường ống này đi, bởi vì là theo khả năng cái tòa mới đưa vào hoạt động ấy thì trong này nó đang bị vướng một cái cục xi măng khá là lớn ở phía trong, nên là dẫn đến phải cưa nó đi và cho nó chảy ra hết, tránh trường hợp trào lên căn phía trên. Đây là cái phương án cuối cùng mà chúng tôi bắt buộc phải xử lý và cưa ống đi và sau đó thì nối ống lại. Thì đấy là cái phương án xử lý của cái tình trạng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Cảm ơn rất là nhiều.